Mến chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh của em á. Sáng nay mời cả nhà ngắm hoa Susan hay cả nhà. Susan nở phun vòi, nở rất là đẹp. Hoa to cánh thẳng, nhìn rất là đẹp hết cả nhà. Chỗ này to đẹp. Em lên một số mặt hoa lan chớp giá rẻ hết cả nhà. Em mời cả nhà sưu tầm ha. Mã số 1 là em một chậu vàng đỏ xưa hết cả nhà. Chậu vàng đỏ xưa này nó có hai thân, chậu đang hoa. Cái thân mẹ của nó là dài khoảng được là 10-11 cm, và cái mầm của nó dài được khoảng 8 cm ha. Cây rất là khỏe, rễ rất là đẹp. Chậu vàng đỏ xưa đang hoa này em bán với giá là 530k ha cả nhà. Và tiếp thêm lên mã số 2 là một chậu phú quý. Chậu phú quý này nó đang nụ. Nó đang nhú nhú cái mầm rồi, mầm gốc rồi. Cái phú quý này thì hiện tại nó dài được khoảng là 21 cm. Chậu vàng đỏ phú quý này em bán với giá là 830k. Tiếp theo em lên mã số 3. Mã số 3 là một chậu vàng đỏ 5% thuận. Chậu vàng đỏ 5% thuận này nó dài được là 27 cm ha. Chậu vàng đỏ 5% thuận này em bán với giá là 370k. Mà tiếp theo em lên mã số 4. Mã số 4 là một chậu vàng đỏ lộn xộn xưa, một thân rất là dài đang nụ. Chậu vàng đỏ lộn xộn xưa thân rất là dài đang nụ và đang lên một cái mầm rất là đẹp. Chậu vàng đỏ lộn xộn xưa này cái thân mẹ của nó là dài được khoảng 35 cm, và cái mầm nó rất là đẹp ha. Cái mầm nó khoảng được 3 cm rồi. Chậu vàng đỏ lộn xộn xưa đang nụ, dài khoảng 35 cm ha cả nhà. Em bán với giá là 1.200k. Đang lên cái mầm rất là đẹp luôn. Và tiếp theo em lên một chậu mê công cả nhà. Chậu mê công mẹ hai thân zin lá biên rất là đẹp. Em bán với giá là 290k. Và tiếp theo em lên một chậu mê công nữa ha. Chậu mê công này nó đang có cái nụ rồi. Mầm lá rất là đẹp. Thân với một mầm, em bán với giá là 170k. Em mời cả nhà sưu tầm ha, cả nhà sưu tầm liên hệ em qua số điện thoại là 0919414838 ha cả nhà.